em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay mới về được vô lô vú sữa lò gàn nha cô chú anh chị. Vú sữa tím chưa? À, lúa sữa tím ha. Hàng độc nhất vô nhị nha anh chị. Đó, này em vô chậu mũ cho anh chị luôn ha. Đó, một củ đế dưới này nè nha anh chị. Đó, vú sữa tím nha. Đó, cây cực kỳ quái nha. Đó, với mấy cây dâm bụt ha. Đây, mấy cây dâm bụt hàng bự to nha anh chị. Đó, cũng mới đào về luôn. Giá hữu nghị yêu thương cho cô chú anh chị mình chơi luôn. Hoành như em. Hoành 30. Hoành 30, vú sữa tím nha anh chị. Chiều cao 41. Đó. Khủng bố bà ba luôn ha anh chị. À, nó già cây lắm ha. Đây là cái thẹo cũ thôi nha anh chị, không gì ha. Đó, nè. Nè, chị coi rễ nè. Ha, em mới bư hơi này ta mới ủ được 1-2 ngày đó. Nè, rễ nó ra nè. À, này vú sữa này trồng hạt nha. Do đó cây cực kỳ là dễ sống ha. À, vú sữa hạt nha anh chị. Đó, này già lắm mà trồng 3 năm mấy, 4 năm rồi. À, sắp sửa cho trái rồi nha anh chị. Đó, tại trồng trong ống á. Nè, ống tới đây nè. Do đó nó hơi bị đèo ha. Đó, dữ dằn luôn nha anh chị. Mã số là 231. 231, cũ quá trời cũ luôn. Đó. Rồi, quay sườn cái. Rồi cái này thì giao lưu với cô chú anh chị mình là 800.000 nha. Em bao ship tặng nhà luôn, 800. Rồi, tiếp theo là vú sữa tím nha anh chị. Cái cũ quá trời cái cũ luôn nè anh chị. Đó, chà bá cái cũ luôn ha. Nè em đào bồ đất nè, về nè. À, trồng cho nó trồng trong cái sọt ngủ á. Đó. Củ nguyên củ đế đàng hoàng nha anh chị. 232. 232, vú sữa tím nha. Hoành củ 42. Hoành củ 42 luôn nha anh chị. Chiều cao 30. Chiều cao 30. Đó, mã số là 3232. Rồi cây này cũng 800.000, bao ship tặng nhà cho mình. 233. Ôi. Ừ, cái cò nó quái nha anh chị. Đó, cái cò cực kỳ quái. Ừ, nè. Đó, quá trời của bự. Hoành cái này là 27. Hoành 27. Chiều cao 38. Chiều cao 38. Mã số 233. Rồi cái này 700.000 ha anh chị, bao ship tặng nhà luôn. Rồi tiếp theo. 234. Trời ơi cây nó đẹp. Nè, chỗ này có sẹo chút xíu nè. Cây cực kỳ quái luôn nè. Quá trời cũ luôn. Quanh cũ 45. Thôi em đo cái này ngang cái này cái đi cho anh em dễ nhìn hình dung. Ừ. Quanh em này là 19. Rễ nó uống gà nè chị. Trồng hạt dễ sống lắm nha chị. Cao 25. Quá trời cây cũ luôn. Cái này dở chút xíu là có thẹo chỗ này miếng thôi ha anh chị. Nhưng mà đã đục tha keo nè, sạch sẽ luôn nè. Đó, vú sữa tím ha. Mọi rễ nè chị coi nè. Cây này đẹp quá đẹp luôn chị ơi. Rồi cây này 900.000 nha, bao ship cho mình luôn. 234. Vú sữa tím nha. Lâu lâu mới có một lô sữa tím nha chị. 235. 235. Quanh củ 37. Quanh củ 37. Quanh thân 16. Quanh thân 16. Chiều cao 22. Ồ, cây này cũng rất là đẹp ha. Này nó cũng có miếng sẹo giống như hồi nãy đó mà nó sành nè chị coi nè ha. Rễ nó ra trên thân luôn nè chị biết rồi. Cậu này là cực kỳ dễ sống nha. Đó, mình trồng hạt rất là dễ sống. Cũ quá trời cái cũ luôn. Mã số là 235. 235. Rồi cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình 700.000 nha. Bao ship tặng nhà cho mình. Rồi, tiếp theo. Ồ. Giống như con thú nè chị coi nè ha. Đó. Củ đế quá trời củ đế luôn. Vú sữa tím nghe anh chị. Hoành 23. Hoành 23. Chiều cao 34. Này trồng cũng được 3-4 năm. Củ bự lắm nghe anh chị. Mã số 236. Rồi cây này thì giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu ha. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Cây đẹp lắm đẹp luôn ha. Từ từ quay kỹ cho anh chị coi ha. Này mà dựng đây nè ha. Nó có chi sẵn nè anh chị. Đó, nuôi dựng cây này lại ha. Đó, chi phòng mình kia ha. Đầy chi nữa ha. Nhìn giống như con gà luôn anh chị. Này y chang con gà luôn đó. Mã số là 236. 236. Rồi. Chú sữa lò gàn, chú sữa tím nha. Rồi tiếp theo là cây hoa dâm bụt nha anh chị. Đó, cây này ha, chị coi nè. Quá trời một cốt bự luôn này, em chưa cắt tỉa lại ha. Về anh chị muốn cắt tỉa gì lại ha, dâm bụt là dễ sống lắm nha anh chị. Yên tâm ha. Nguyên bầu đế, củ đế đàng hoàng luôn. Hoành 40. Hoành 40 nha. Chiều cao 72, để giá rất là mềm cho anh chị chơi. Rồi cái này để anh chị 450 thôi, em bao rẻ luôn đó, em bao ship cho mình luôn.
hoa dâm bụt nha, mã số 237, mặt hoa thì em có để góc phải màn hình, cô chú có cô chú anh chị có thể thấy đó ha. Mã số 237, 450.000 em bao ship. Rồi, tiếp theo. 238 nè. Cây này là nó liền nha anh chị. Nhìn chị nhìn nè ha. Nè, dính nhau đang viền cứng ngắt nhau trong này nè ha. Đó, cái này em chưa cắt lại ha. Đó, này cắt năm thân đẹp lắm nè chị, cắt mấy nhánh nhỏ này bỏ nè ha. Đó, rồi đo đi, đo vô đây nè. Đó, em không em chừa nhánh nhỏ bỏ luôn nha anh chị. Tổng vành 60. Tổng vành 60 luôn ha, rất là đẹp. Cắt ra là nhìn mê lắm nha. Chiều cao 70. Chiều cao 70, em không cắt luôn để cho anh chị về mình xử ha. Cây đẹp lắm nha anh chị, hoặc là để chơi tàn gì ha. Mã số là 238, rồi cũng 450.000 thôi mà bao ship cho mình luôn, cây cũng khá nặng, ship cũng trăm mấy rồi anh chị ơi. Giá rất là mềm chị chơi ha, mã số 238. Rồi tiếp theo. 239. Nè. Cây này thì nó chỉ dính rễ với nhau thôi nhưng mà nó thành cụm gừng ha. Đó, cây một cốt quái quái không luôn anh chị. Ai thích chơi cầm gừng của này mình để một cái dĩa dài ha. Đó, cắt tỉa lại ha, nữa nó ra bông là em thiệt sự bao phê luôn. Mặt hoa em có để góc phải màn hình nha anh chị. Em đo thử một cái cây thôi. Hoành 21. Hoành 21, nó nguyên cụm gừng. Chiều cao 70. Chiều cao 70. Đường kính bầu 43. Đường kính bầu 43, mã số là 239. Rồi cũng 450.000. Giá quá mềm luôn nha anh chị. Bao ship nữa nha anh chị. Rồi tiếp theo. Trời ơi, cùng nữa đẹp. Nói chung là em mua rẻ nên bán rẻ cho mình ha. Đó, giá này thật sự bao hàng luôn. Công đào thôi cũng cỡ trăm mấy 200.000 cây rồi. Chưa nói tới giá trị của cái cây nữa. À, em bán 450 mà bao ship tặng nhà cho mình luôn nha cô chú anh chị. Tổng hoành 61. Tổng hoành là 61 liền nha anh chị. Chiều cao 66. Chiều cao 66. Đường kính bầu 34. Đường kính bầu 34. Này vậy anh chị lọc chi lại sơ sơ lại ha. Cụm rất là đẹp luôn. Rồi cũng 450 thôi anh chị ơi. 240 bao ship tặng nhà cho cô quý anh chị đi. Rồi tiếp theo. 241. Đó, quá trận đẹp luôn anh chị. Ồ, cái này liền luôn nhau ha. Nè. Cái này thì cây con nằm bên hông. Ồ, cái này không biết đường mà lằn luôn anh chị ơi. Quá trận nó đẹp. Nè, chị nhìn cái dáng bên đây thôi ha, là nguyên cụm liền đó nè, nè. Nè. Đó. Này không biết được đo luôn. Nè, em đo nguyên cụm liền nha anh chị. Đặt ngược cái mặt lại là xong rồi. Tổng hoành 1 mét nha anh chị. Quá trời khủng tổng này gụm này luôn chị ơi. Chiều cao 57. Chiều cao 57. Đường kính bầu 50. Đường kính bầu 50, mã số là 241. Quá khủng luôn chị ơi. Rồi, cây này để rẻ anh chị 550 thôi. Nó quá trời mềm luôn. Không đường nào bằng luôn. 550.000 bao ship cụm này thì thôi rồi luôn. Bao đẹp. Rồi, tiếp theo. Cây này nó sống khỏe luôn, em để trong nhà nó bị gãy nhánh. Dễ sống lắm nha chị. Mã số 242. 242. Tổng hoành 32. Tổng hoành 32. Chiều cao 33. Chiều cao 33. Đường kính bầu 22. Đường kính bầu 22, mã số 242. 242. Rồi cái này em để rẻ anh chị 200.000 thôi, bao ship luôn. Giá cực kỳ mềm luôn. 200.000 bao ship. Ship hết cho gần 100.000 hết chưa? Rồi tiếp theo là lô sam trái nha anh chị. Đó, một cặp. Giá hữu nghị cho cô chú anh chị mình chơi luôn. Giá 378. Cực 378. Hoành 8. Hoành 8. Chiều cao 12. Chiều cao 12, 378. Rồi cặp này giao lưu anh chị để rẻ 250.000 bao ship. Giá quá mềm luôn anh chị ơi, 378. Rồi tiếp theo 379. Cặp này là khá là to nha anh chị. Đó. Hoành 9. Cao 29. Rồi 379, cặp này vô luôn chị 300.000 thôi, em bao ship tặng nhà luôn. Rồi tiếp theo. 380. Cây cực kỳ quái nha anh chị. Hoành 7. Hoành 7. Chiều cao 20. Rồi 380, cặp này vô luôn chị 250.000 bao ship. Rồi tiếp theo. 383. 383. Hoành 6. Chiều cao 12.
mã số là 383. Rồi cặp này giao lưu với cô chú anh chị mình là cũng 250.000, em bao ship giá mềm cho anh chị chơi luôn. Rồi tiếp theo 385, cây cực kỳ quái nha anh chị. Cặp này đẹp lắm nè. Quành 8, chiều cao 11. Rồi cặp này 300.000 anh chị ơi, mã số 385. Rồi tiếp theo 387. Ôi, cây này cũng to đẹp lắm nha anh chị. Rồi mã số là 387. Rồi cặp này 300.000 em bao ship nha anh chị. 300.000 bao ship. Rồi tiếp theo 388. Cặp này cũng rất là đẹp luôn nha anh chị. Xăm trái nha, để quá trời để luôn. Quanh 8, chiều cao 13. Rồi 388 cặp này cũng 300.000 bao ship tặng nhà cho mình. Dạ em xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị một số là dụng cụ phục vụ cho cây cảnh nha cô chú anh chị. Đầu tiên là dây nhôm. Dây nhôm là dây nhôm nhà em là dây nhôm đen loại 1. Đó, bao hàng mềm dẻo cho cô chú anh chị luôn. Nó có từ 1 ly cho đến 6 ly, từ 1 ly đến 6 ly ha. Ha, bao mềm dẻo luôn nha cô chú anh chị. Hàng chất lượng đàng hoàng ha. Cô chú anh chị nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái ha. Này em bán là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó. Từ 1 ly đó, cho đến 6 ly. Đây loại bự đây. Đó. Cây mềm dẻo luôn. Từ 1 ly đến 5 ly, giá là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Dạ tiếp theo em xin giao lưu với cô chú anh chị là lưỡi cưa tớp. Một cây cưa tớp nha anh chị, một bộ. Đó. Một cưa tớp là gồm cán, lưỡi và một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đây. Đó. Trọn bộ của nó ha. Mấy cưa hàng cưa này em bao bán ha cô chú anh chị, về mở ra cứ cưa thử ra. Bán thì nhận hàng giúp em nha cô chú anh chị. Giá một bộ này là 120.000. 120.000 bao ship cho mình luôn ha. Cưa tớp. Dụng cụ để cưa mấy nhánh bự đó cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây. Đó, cưa tớp ha, gồm một bộ thế này nha cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây em bao ship. Cô chú anh chị giờ nhận hàng có thể mở ra cưa thử cái nhánh nào đó. À, theo bán nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là lưỡi cưa tớp. Cái lưỡi này á là trong một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đó, trong cái hộp như thế này. Em mới tháo một cái lưỡi ra cho cô chú anh chị xem đó. À, một lưỡi như thế này là 80.000 em bao ship. Cô chú anh chị mua thêm cái gì nữa nghe cô chú, tại vì nếu mà mua một lưỡi này không em ship thì tiền ship nó cũng bằng tiền là ấy luôn thì cô chú anh chị ơi ha. Rồi tiếp theo là một lưỡi như thế này là 80.000 cô chú anh chị. Giả bộ như cô chú anh chị ở nhà có cái cưa này rồi nhưng mà cái lưỡi cô chú anh chị mà nó bị lục rồi đó, cô chú anh chị cần thay thế á, thì em bán lưỡi 80.000 bao ship một cái lưỡi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái kìm cắt kẽm. Kìm cắt kẽm hàng này là hàng của Nhật nghe cô chú anh chị. Em bao sắc bén cho cô anh chị luôn, mở ra cắt dây nhôm mà không bén thì trả lại cho em ha. Này cắt dây nhôm tuyệt vời luôn, tỉa cành cũng được luôn đó nghe cô chú anh chị. Đó, tỉa mấy nhánh nhỏ trong cái nách á, em sử dụng cái này để em uống cây cắt kẽm á, để sẵn là kẽ luôn cũng được, rất là ok ha. Rồi là sắc bén ha, hàng này hàng của Nhật nghe cô chú anh chị. Cây này thì giá là 150.000 một cây, em bao ship cho mình. Rồi tiếp theo là hàng mới về, loại mới nè cô chú về, lâu lâu mới về được nè ha cô chú anh chị. Hàng này là hàng của Nhật nha. Là sản xuất cho để sử dụng cho mình để dán cắt đầu của cái các cây á, mặt cắt của các cây á. Đó, sử dụng cô chú sử dụng mà giấy nhôm á. Đó, cái này là loại là keo nhôm. Đó, nó có một lớp keo ở bên dưới đây. Đó, cô chú anh chị để dán lên cái mặt cắt của cái cây mình mà mình đè lên đó. Đó. Đó, mình tha keo xong mình dán lên ha cô chú anh chị. Đó, nó sẽ mau kéo liền sẹo lại cho mình. Keo nhôm ha, loại này hàng mới về luôn của Nhật luôn nha cô chú anh chị. Hàng này xài rất là ok nè. Đó, lâu lâu mới về được một lô như thế này nha cô chú anh chị. Này rất là dày nha cô chú anh chị. Nó cuộn nó cũng dày lắm ha. Chú chưa xài một cuộn này xài cũng rất là nhiều cây cho rất là nhiều cây của mình á. Khỏi cần lấy giấy nhôm ha, này có keo mà nó mạ nhôm ở trên này cho nên là mình dán lên vô ha cô chú anh chị. Dán vô là dính, dán vô là dính nha. Đó, cái cuộn như thế này thì là 70.000, cũng bao ship cho mình luôn ha. 70.000 một cuộn. Cuộn như thế này 70.000 nha, mới về hàng mới về nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo là cây dao ghép nha cô chú anh chị. Ghép dùng để ghép mai vàng hoặc ghép cây cảnh á. Đó, cái này mình gấp vô được nha anh chị. Đó, gấp vô được. Cây này bao sắc bén luôn ha. Này hàng của Nhật nha anh chị. Mang in da băng ha.
bao bán luôn, anh chị về mà không bán thì trả lại hàng lại cho em ha. Một cây dao ghép này là 150.000, em bao ship cho mình luôn ha anh chị. Đó, chị xem nè, hàng của Nhật đảm bảo chất lượng ha, 150.000. Rồi thứ hai là bộ đục. Bộ đục này gồm là 2, 4, 6, 8 cây dưới một cái dùi ha, 8 cây dưới một cây dùi. Đây, cô chú anh chị xem nè ha, sắc bén luôn. Hàng đảm bảo sắc bén nha cô chú anh chị. Đó. Ở này em bán đồng giá là 350.000, 390.000 một bộ. Em bao ship tặng nhà cho mình. Giá là 390.000. Đó. Là gồm là 8 cây đục. Đó, bao bén nha, cô chú anh chị về mở hàng ra cứ test thử ha. Gồm 8 cây đục đủ loại hết trơn ha, dưới một cây dùi này là 390.000 một bộ, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, hàng rất là chất lượng nha cô chú anh chị, mở ra cứ xài thử đi, em xài rất là ok. Mấy hàng nào em đã xài rồi em mới bán. Rồi tiếp theo là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì nó có hai màu. Đó. Màu đen và màu đỏ. Đó, trắng đỏ. Cây này thì 120.000 một cây. Em bao ship. 120.000 một cây em bao ship nha cô chú anh chị. Hàng tuyệt vời, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó. Hàng rất là đẹp luôn. Chất lượng là này đây, em đã xài rồi nghe chú anh chị. Em bao hàng cho cô anh chị luôn. Về cứ mở ra test thử. À, không bán thì khỏi trả hàng lại cho em ha. Kéo cắt cành là 120.000 một cây. Rồi tiếp theo là kéo tỉa. Kéo tỉa thì nó có hai loại, tỉa dài và tỉa bầu. Đó. Hàng này của Nhật không nha anh chị. Nè. Đó, đảm bảo với anh chị, hàng rất là sắc bén. Em đã từng xài rồi hết rồi. Kéo tỉa nó có hai loại ha. Kéo tỉa dài và té tỉa bầu. Đó, rất là chất lượng luôn. Kéo tỉa này giá là, kéo tỉa là đồng giá nha cô chị, 180.000 một cây, em bao ship. Đó, cô chú anh chị nào cứ mở hàng ra xem. Đó, không chất lượng thì cứ trả lại hàng lại cho em ha. Hàng rất là đẹp luôn ha. Đó, rất là bén luôn ha. Hàng này em đã xài rồi em mới giới thiệu cho cô anh chị ha. Tiếp theo là cây cưa xéo. Rồi tiếp theo là cưa lách nha cô chú anh chị. Cưa lách bao hàng sắc bén luôn, mít nhìn giờ bằng luôn nè ha, bao sắc bén luôn nha cô chú anh chị. Cưa này thì giá đây nè, em mua lần là mấy trăm cây gì đó về phục vụ cô chú anh chị ha. Giá cái loại cưa này chỉ là có 70.000, em bao ship. Mà cô chú anh chị nào mua cùng với cái gì em mới gửi theo nha cô chú anh chị, bao sắc bén luôn. Cô chú anh chị về em cưa đi, không bán nè trả lại em ha. Rồi tiếp theo là bộ cạp. Cạp gồm có hai loại, cạp xéo và cạp tròn. Này là cặp xéo nè nghe quý anh chị. Cặp xéo là mình cắt cành, cành nhỏ cạp mấy cái đầu rồi ha. Đó, cặp tròn. Đó, cặp xéo, cặp tròn. Cặp này thì đồng giá là 350.000 một cây ha. Em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, cặp xéo, cặp tròn ha cô chú anh chị. Cây rất là chất lượng, đẹp luôn. Đó, đây là hàng trong hộp, đây em để dưới đây nè. Đây. Đó. Đó. Hàng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó. Này bao sắc bén ha, cặp xéo cặp tròn, đồng giá là 350.000 một cây. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, cô chú anh chị nhận hàng cứ mở hàng ra kiểm tra. Đẹp, bén thì cứ nhận hàng giúp em ha. Rồi, tiếp theo là siêu kích rễ Trung Quốc nha cô chú anh chị. Đó, hàng của Đài Loan Trung Quốc. Bịch này là nửa ký, 500g. Đó, 500g. Cái này mình pha được với 300 lít nước là nghe cô chú anh chị. Đó, mình ít ít thì mình muỗng cà phê đầy cho 3 lít nước mình ha, 3 đến 5 lít nước. Muỗng cà phê đầy á, mình pha 3 đến 5 lít nước để mình tưới gốc. Cái này tưới gốc nghe cô chú anh chị, này rất là mạnh ha, mạnh hơn N3M gia tôi nít nhiều nghe cô chú anh chị. Này là mình chỉ phun dưới gốc thôi nghe anh chị, mình phun lá non là nó dễ bị vàng lá. À, lá già thì được mà lá non lại bị vàng lá nghe cô chú anh chị. Đó, loại này rất là mạnh. Kích rễ là cực kỳ, áp dụng cho tất cả các loại cây, thì mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây mà cây phôi mình mới bứng về đó cô chú chị. Sử dụng rất là tốt, từng mình có thể tưới 2 lần cho nó ha, để kích thích ra rễ cho nó. Rồi đối với cây mà thành phẩm, cây mà đã trưởng thành rồi á, cây sống khỏe rồi, mình định kỳ mình tưới 1 lần để mình giúp bù rễ cho cây phát triển tốt nha cô chú chị. Bịch này 500g thì em bán giá là 200.000, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn ha. Cô chú anh chị nào cần thì